Titi HKT khoe bạn gái những dấu mặt bị đồng nghiệp khui danh tính, Nhật Kim Anh liền tỏ thái độ. Cách đây không lâu, Titi HKT từng vướng tin đồn hẹn hò Nhật Kim Anh. Tuy nhiên sau đó, Titi và Nhật Kim Anh đều phủ nhận thông tin này. Cho đến mới đây, Titi đăng ảnh email thân mật bên một cô gái có vóc dáng khá gợi cảm. Cụ thể nam ca sĩ chia sẻ, chúc cho những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất sẽ đến với em. Ở tuổi mới khi bên cạnh anh chúc mừng sinh nhật em, nam ca sĩ dùng icon trái tim để nhắn nhủ đến cô gái. Bài đăng trên của Titi nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ, đồng thời mong anh sớm công khai bạn gái. Trong đó, nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt như Trang Trần, Saka Kim Tuyền chúc mừng Titi. Thậm chí bạn bè thân thiết của Titi còn tiết lộ bạn gái của nam ca sĩ có tên bắt đầu bằng chữ N. Có thể thấy rằng hậu trợ nhóm HKT, Titi đã có màn lột xác ấn tượng từ phong cách cho đến đời thường. Anh cũng tích cực đi biểu diễn nghệ thuật, song thời gian này khán giả thấy nam nghệ sĩ ít xuất hiện hơn, khiến nhiều người tò mò cuộc sống hiện tại. Gần đây khi xuất hiện tại một sự kiện, anh chàng từng trải lòng với báo chí rằng bản thân anh đang xây dựng lại con đường kinh doanh nên tạm thời gián đoạn sự nghiệp âm nhạc. Sắp tới đây tôi sẽ thực hiện một số dự án kết hợp cùng các rapper trên con đường solo của mình. Công việc chính của tôi chủ yếu nằm ở kinh doanh, cũng ảnh hưởng khá nhiều vì mình tập trung vào kinh doanh, những khán giả và fan cũng chờ đợi. Lâu dần họ không còn để ý đến mình nữa, anh bày tỏ. Titi là một trong những thành viên của nhóm nhạc HKT nổi đình nổi đám một thời. Sau khi đi theo con đường ca sĩ solo, Titi vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Ngoài ra anh còn gây chú ý với tin đồn hẹn hò Nhật Kim Anh. Dù cả hai đã phủ nhận nhưng cả hai luôn có động thái làm dấy lên tin đồn cặp kè. Không ít lần cựu trưởng nhóm HKT và mẹ một con được phát hiện đi du lịch chung, gửi cắm lời yêu thương ẩn ý cho nhau. Tuy nhiên trong sự kiện họp báo khi được hỏi về trường tin, Titi khẳng định hiện tại mối quan hệ của anh với Nhật Kim Anh là chị em thân thiết, luôn hỗ trợ nhau. Nhưng anh cũng thừa nhận từng tỏ tình với Nhật Kim Anh nhưng bị từ chối. Về đoạn clip cùng hôn nữ ca sĩ, Titi nói cho anh thấy trên TikTok có clip hay nên anh mới cover lại thôi chứ không phải tung hình gì đâu. Đồng thời anh tiết lộ sắp tới sẽ kết hợp cùng với đàn chị ra mắt một MV. Đứng trước câu hỏi liệu có sợ bị khán giả bàn tán vì đóng cặp với nhau hay không, Titi thẳng thắn chuyện tình cảm không nói trước được, nhưng trong công việc và cuộc sống thì chị Nhật Kim Anh là một người thầy của anh, giúp anh học hỏi được nhiều điều. Trước đó Nhật Kim Anh cũng đăng tải dòng trạng thái đính chính về clip được Titi cầu hôn lan truyền trên mạng xã hội. Cô cho biết không hề có chuyện được cầu hôn và khẳng định hiện không có nhu cầu lấy thêm chồng nữa. Nhật Kim Anh chia sẻ thêm hiện tại cô tập trung lo cho con trai và dành hết thời gian cho mẹ. Được biết bé Tin, con trai Nhật Kim Anh, đang tiếp tục sống cùng bố và gia đình bên nội. Bên cạnh đó, giọng ca mới đã Tành cũng tiết lộ phản ứng của quý tử khi được mẹ hỏi về việc muốn có bạn trai hoặc sinh thêm em bé, nhóc Tiền nhất quyết không chịu. Song cô còn cho biết thêm vì bé còn nhỏ nên muốn giữ ba, giữ mẹ cho riêng mình nên mới độc thân. Tuy nhiên sau một thời gian vắng bóng cho đến mới đây, Nhật Kim Anh bất ngờ đăng ảnh bàn tay mang nhẫn cưới ở ngón áp út và đính kèm nội dung ngày mai chính thức trở thành ngày của đôi ta. Cảm ơn anh và cả nhà đã dành điều bất ngờ đặc biệt này cho Kim Huy, khiến cộng đồng mạng không khỏi dấy lên nghi vấn người đẹp đã tìm được người bạn đời mới của mình.